Ok, chào các bạn. Và trong video này nếu như bạn quan tâm về cách làm sao đó để có thể kiếm được thêm 100.000 mỗi ngày, không cần phải bỏ vốn và mình có thể là tận dụng cái thời gian nhàn rỗi của mình, những cái lúc mà mình lướt web, đọc báo và bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền với nó. Nào, nếu như bạn quan tâm về chủ đề này thì đừng quên bấm một nút like video này và xem hết video mà tôi hướng dẫn, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để làm sao bạn có thể làm được cách làm kiếm được tiền bằng điện thoại smartphone của mình. Và nếu như bạn quan tâm về những cái chủ đề khác về cách làm sao đó có thể kiếm được tiền bằng chiếc điện thoại smartphone tại nhà, uy tín và kiếm được tiền, rút được tiền thật về rồi, thì có thể tìm kiếm trên kênh YouTube của tôi là Sơn PS ở đây. Đó, thì bạn có thể là tìm kiếm ở trên kênh YouTube của tôi, thì có rất là nhiều những hình thức kiếm tiền khác nhau bằng online trên điện thoại smartphone. Và những cái ứng dụng nào uy tín rút được tiền thật thì tôi mới chia sẻ những cái ứng dụng đó coi trên ở trên này nha các bạn. Và ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng, đó là có tên là Báo Hay. Thì tôi có để lại đường link mô tả bên dưới video. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết về cách làm sao để bạn có thể đạt được cái đó và kiếm được 100.000 mỗi ngày. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, bây giờ tôi có khoảng 10 những cái ứng dụng kiếm được tiền mà mỗi ứng dụng giúp cho bạn kiếm được 100.000 một ngày. Được chưa? Thì có phải là bạn đã có kiếm được 1 triệu một ngày đúng không nào? Thì đây có phải là cái mục tiêu mà giúp cho bạn có thể tạo được cái thu nhập tốt không nào? Và không phải là tôi chỉ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt, cách làm sao để bạn có thể kiếm được tiền đó, mà bên cạnh đó thì tôi sẽ chia sẻ với bạn rất nhiều những bí quyết về sau này nữa. Nên tôi sẽ bây giờ thì tôi sẽ đi vào cái phần hướng dẫn ở đây. Thì bạn đã vào cái phần là CH Play hoặc là iOS trên điện thoại iPhone thì nó cũng có cái phần này nha các bạn. Sau đó bạn tìm với từ khóa là báo hay và mình bấm một nút open nó lên. Đợi một chút xíu và sau đó sẽ nó mở lên cho các bạn. Và khi mà nó mở lên rồi thì phần chỗ này là các bạn đã nó sẽ hiện lên cái phần là bạn muốn nhận được 10.000 đúng không nào? Thì chúng ta bấm phần mở. Thì trong cái phần này nó xác thực chúng ta là cái số điện thoại, xem cái tài khoản của bạn nó có thật hay không. Đó, để tránh cái trường hợp là chúng ta hack hay chúng ta cheat tài khoản, chúng ta tạo ra một số lượng lớn nhưng mà nó không có hiệu quả nha các bạn. Thì ở đây là chúng ta có thể nhập cái số điện thoại của mình vào hoặc là đăng nhập với Facebook. Thì cái phần này rất là đơn giản rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ làm cái phần là tôi sẽ nhập cái số điện thoại và cái phần là nhập mã xác nhận vào đây. Ok nhé. Và chỉ cần trong một giây lát thôi thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã OTP, chúng ta gõ nó vào và sau đó chúng ta bấm một phần đăng nhập. Vậy là mình đã nhận được 0,5 xu rồi đó các bạn. Thì cái ứng dụng này nó giúp cho chúng ta kiếm tiền rất là ok nha. Và đã rất là nhiều người đã có thể kiếm được từ 3 triệu cho 5 triệu một tháng đối với ứng dụng này rồi đó. Và rất là nhiều những người cao thủ hơn nữa thì họ kiếm được vài chục triệu một tháng cơ. Được chưa? Thì cái việc đầu tiên bây giờ tôi muốn các bạn làm đó, rất là nhiều nhiệm vụ ở đây thì các bạn cần phải làm cái được nhiệm vụ đầu tiên, đó là hãy giúp tôi nhập cái mã giới thiệu mời này vào vào. Thì cái mã giới thiệu của tôi thì tôi để lại phía bên dưới đường link mô tả video này, hoặc là bạn cũng thể nhập cái mã hiện tại, hoặc là hãy nhập cái mã mới nhất ở phía bên dưới nha các bạn. Và cái mã giới thiệu của tôi đó là VTQXC. Đó, các bạn hãy làm theo đi các bạn. Làm theo nha các bạn vừa tải về các bạn nhập cái mã này vào thì các bạn sẽ nhận được một cái mã ưu đãi, đó là VTQXQXC. Xin được xin lỗi các bạn, tôi đọc lại này, VTQXC. Sau đó tôi bấm vào phần gửi đi. Nhập mã thành công và lúc này tôi nhận được 5 xu. Nhận được 5 xu đầu tiên, rất tuyệt vời đúng không nào? Rồi thì bây giờ tại sao lại cần phải nhập cái mã? Thì đầu tiên đó, các bạn đã nhập để ủng hộ tôi. Thứ hai á là khi mà các bạn nhập vào thì sau này tôi sẽ có cái tôi rút được tiền rồi thì tôi mới có những cái video hướng dẫn các bạn rút được tiền đúng không nào? Nên nếu như bây giờ các bạn đã không nhập vào mã của tôi thì chắc chắn là tôi sẽ không quay những video tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn được tiếp nữa. Rồi thì các bạn hãy đi từ phía trên xuống phía bên dưới đây, đó là chúng ta có thể đi từ đầu tiên là chúng ta sẽ điểm danh, và cứ mỗi một ngày chúng ta điểm danh thì chúng ta sẽ nhận được cái xu của chỗ này nha các bạn. Và nếu như các bạn quan tâm vào cái phần đọc báo á, thì ở trong cái phần đọc báo này á, thì nó rất là nhiều những chủ đề rất là hay đó, và cũng có những cái chủ đề ví dụ là về xã hội, về giải trí, về thế giới, bóng đá, kinh tế, công nghệ, thời trang, thể thao. Thì thay vì chúng ta có thể lướt web để chúng ta đọc báo, thì chúng ta có thể đọc báo ở trên cái app Báo Hay này. Hoặc trước đó thì tôi cũng có chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng nữa, đó là Việt Nam Ngày Nay. Thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên kênh YouTube của Sơn, hoặc là bạn có thể tìm từ khóa là Sơn PF Việt Nam Ngày Nay thì nó cũng sẽ ra cái video hướng dẫn đó nha các bạn. Đó, sau đó thì bây giờ là các bạn cũng có thể làm theo nhiệm vụ từng đoạn đây để chúng ta có thể kiếm được thêm tiền. Thì tôi chia sẻ với các bạn á, nếu như bây giờ chúng ta là một người mới bắt đầu thì các bạn có thể kiếm được khoảng là 3 triệu tới 5 triệu một tháng từ những cái ứng dụng như vậy.
Còn nếu như bạn đó là người nâng cao hơn, chuyên nghiệp hơn, bạn muốn kiếm một thu nhập cao hơn 10 triệu, 20 triệu một tháng thì chúng ta sẽ phải là làm những cái cao cấp hơn. Và bây giờ tôi sẽ đi từ những cơ bản trước nhá. Thì những cái cơ bản này, ví dụ đọc báo này, nuôi cái phát tài này, đọc 5 bài báo, 10 bài báo, thì đây là những cái cơ bản nhất để bạn có thể kiếm được khoảng 3 triệu, giả sử như vậy. Nhưng nếu như bây giờ bạn kiếm được nhiều tiền hơn thì bạn cần phải chia sẻ và mời người khác để họ có thể tải app này về, giống như cái việc mà tôi đang làm với các bạn. Sẽ có rất là nhiều cách khác nhau đó, thì bạn hãy coi những video trước đây tôi đã hướng dẫn rồi đó. Thì tôi có rất là nhiều những video chia sẻ với các bạn cách làm sao các bạn có thể kiếm được 10 triệu, 20 triệu một tháng đó. Hãy vào kênh YouTube của tôi là Sơn PS nha, để được nhận những video như vậy nha. Thì bây giờ này, chúng ta sẽ đọc báo kiếm tiền. Thì đọc báo nó quá dễ rồi, nó giống như Việt Nam ngày nay đấy các bạn. Thì bây giờ chúng ta bấm vào cái phần là bài báo bất kỳ mà chúng ta muốn đọc, và có thể chúng ta sẽ kéo dưới này, chúng ta kéo xuống thì khi mà nó hiện lên cái hộp quà này các bạn, cái hộp quà này nó đang chạy thời gian này các bạn đó, có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải đọc theo đúng cái thời gian mà nó yêu cầu như vậy. Thì khi mà hết cái thời gian như vậy ấy, thì nó sẽ nhận được cái hộp quà ở đây đó. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm thử để cho các bạn có thể là hình dung, các bạn nhìn thấy được luôn cái mà tôi đang hướng dẫn nhé. Đó, bạn cũng có thể là comment một cái bài viết gì đó ở đây đó, comment rồi sau đó là cái phần nhận đây nó hiện xong rồi này. Thì tôi đã nhận được là 1,26 xu, khá là cao đó các bạn đó. Mình có thể tận dụng cái thời gian nhàn rỗi của mình, nó vừa có thể là kiếm được, vừa đọc báo vừa có thể kiếm được tiền, đúng không nào? Rồi sau đó tôi bấm vào phần nhận, khi mà tôi đã làm xong một cái nhiệm vụ của nó, tôi nhận được thêm một xu nữa. Và cái điểm mà min á, là chúng ta nhận được xu á, đó là phải là chúng ta có được 100 xu. 100 xu tương đương là 10.000 đồng. Và khi mà các bạn đã đạt được 10.000 đồng này ở đây rồi, thì các bạn có thể đổi ra thẻ cào, hay là dành ra các mạng là Viettel, Vinaphone, Wayphone, Vietnam Mobile hay là G Mobile. Chúng ta cũng có thể đổi thành cái quà tặng, cái này thì sắp ra mắt đấy các bạn. Rồi bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể là nghiên cứu thêm những cái cách khác để chúng ta kiếm được tiền. Đây, đầu tiên đó là nuôi cái phát tài. Thì bây giờ là chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ đây, nó dường như nó hướng dẫn chúng ta rất là chi tiết rồi, đúng không nào? Chúng ta chỉ cần làm theo những cái gì nó hướng dẫn thôi là chúng ta đã kiếm được tiền từ nó rồi. Và những cái ứng dụng là của báo hay này á, thì các bạn bỏ ra ít thời gian nhưng các bạn cũng có khả năng thu nhập được cao hơn của Việt Nam ngày nay. Nhưng cái cách mà đây là tôi hướng dẫn, lời khuyên chân thành đây là các bạn không có chỉ dùng một cái ứng dụng. Ví dụ như bây giờ nhá, một ứng dụng giúp cho bạn đã kiếm được là 1 triệu một tháng, được chưa? Thì đây tôi sẽ đưa ra một cái giá min thôi để ai cũng có thể làm được. Thì bây giờ các bạn nó có được 10 ứng dụng đi thì như thế nào các bạn? 10 ứng dụng thì có phải là các bạn đã thu nhập được khoảng 10 triệu một tháng đúng không? Khi mà nhắc tới đây, rất là nhiều người nói là ồ làm sao làm được như vậy, chắc không làm được đâu. Hay là ví dụ là Sơn có cộng đồng thì Sơn mới làm được. Thì Sơn chia sẻ với các bạn này, trước khi mà Sơn trở nên nổi tiếng, trước khi mà Sơn trở nên có nhiều người biết tới, trước khi mà Sơn có cộng đồng, thì lúc đầu Sơn cũng bắt đầu từ con số 0, zero tròn chính các bạn. Thì các bạn cần phải làm đi, các bạn cần phải làm thì nó mới ra được, đúng không nào? Và các bạn hãy chia sẻ ra từ những cái bước đầu tiên, các bạn hãy hướng dẫn người ta cách làm, bắt đầu từ những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, từ những người xung quanh của chúng ta cũng được kiếm được tiền rồi. Nên cách đây rất là nhiều năm thì tôi cũng đã giúp được rất là nhiều người, họ làm theo những video hướng dẫn của Sơn. Và bây giờ thực sự mà nói ra, nếu như các bạn đã tìm hiểu sâu ở trên kênh YouTube á, các bạn đã thử search từ khóa là kiếm tiền trên điện thoại, kiếm tiền trên điện thoại, thì các bạn sẽ ra được rất là nhiều những cao thủ hiện tại kiếm được vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu một tháng. Thì họ bắt đầu từ những cái video hướng dẫn của Sơn trước đây. Các bạn có thể kéo xuống phía bên dưới này, những video mà cũ nhất của Sơn nó cách đây khoảng 3 năm, 4 năm rồi đó. Thì Sơn đã có những cái video hướng dẫn về cách để làm sao đó kiếm được tiền bằng smartphone, kiếm tiền bằng điện thoại. Và mình là người tiên phong, đã giúp được rất nhiều anh em rồi, nên cái này rất uy tín các bạn, đúng không? Các bạn nó chỉ cần nó làm thôi. Đó, bạn nhìn thấy này, video cách đây mà Sơn chia sẻ cách đây khoảng 3 năm này. Đó, có được 907.000 lượt xem này, cách đây 3 năm, gần 4 năm rồi các bạn. Đấy, rất là nhiều, thì rất là nhiều những cao thủ đó thì làm và theo những sự hướng dẫn của Sơn thì bây giờ họ đã kiếm được một vài chục triệu một tháng, hàng trăm triệu một tháng rồi. Nên đó, hãy làm theo những cái chỉ dẫn, được chưa nào? Rồi thì cái phần này đó là phần nhiệm vụ đọc 5 bài báo, đọc 10 bài báo thì ok rồi này. Tiếp theo này là chia sẻ ứng dụng. Chia sẻ ứng dụng này là chúng ta chia sẻ lên trên Facebook, chia sẻ lên Facebook. Thì khi mà các bạn bấm vào phần chia sẻ ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là chia sẻ lên Facebook. Ở đây là Sơn đang dùng một cái ứng dụng giả lập nên nó không chia sẻ lên Facebook được nhá. Rồi, hoặc là chúng ta hãy mời một bạn để tải app về. Khi mà các bạn mời một bạn tải app về thì các bạn có cơ hội nhận được 3.000 cho một người.
không? 3.000 đồng cho một người. Và đây nó cũng sẽ có thêm những cái phần quà đạt được khi mà các bạn đạt được từng mốc khác nhau. Đó, giả sử ví dụ ở đây bạn hoàn toàn được kiếm được khoảng 3 triệu, 3 triệu 268 nghìn. Và khi mà bạn đã vượt qua được cái mốc là khoảng 800 người bạn đây thì nó sẽ có một cái phần quà được lớn hơn như vậy để các bạn nhận được nữa, được chưa? Rồi thì cái cách mà chúng ta nhận quà đây này, nó cũng chia sẻ cho các bạn làm sao để chúng ta giới thiệu được người. Đó, ví dụ như bây giờ các bạn chỉ cần giới thiệu 10 người thôi, các bạn được 30.000, giới thiệu được 100 người các bạn được 300.000, đúng không nào? Thì chúng ta có thể là giới thiệu từ bố mẹ này, người thân này, bạn bè này, những cái người đó thì có khả năng xác suất rất là cao để các bạn có thể giới thiệu được rồi. Hoặc là chúng ta có thể chia sẻ lên Messenger. Đó, thì khi mà chúng ta chia sẻ lên Messenger này, nhưng khi mà các bạn chia sẻ lên Messenger, các bạn lưu ý một điều. Đó, các bạn không nên sử dụng cái câu nói mặc định của cái thằng báo hay này, mà các bạn cần phải chỉnh sửa đi. Ví dụ là mình đã kiếm được là 300.000, không, nếu bạn nó muốn kiếm được cái số tiền này thì bấm vào đường link ở đây chẳng hạn, như vậy thì mình hãy chia sẻ một cách nhiệt tình và nó đừng có máy móc quá, được chưa nào? Không, và bên cạnh đó thì khi mà bạn cũng có thể sử dụng là group, hoặc là bạn chia sẻ lên trên cái nhóm diễn đàn đó, thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái người nhập mã của các bạn nha. Trước đây khi mà Sơn mới bắt đầu và Sơn chưa có một cái iFollow á, thì Sơn dùng cái group, cứ mỗi một ngày như vậy Sơn tuyển được một vài trăm người các bạn, một vài trăm người đó các bạn. Đó, lúc đó là lúc mình mới bắt đầu. Thì bây giờ rất là nhiều những group về kiếm tiền MMO, kiếm tiền online, kiếm tiền trên điện thoại, rất là nhiều những group như vậy. Bạn hãy tham gia vào những group đó, các bạn chia sẻ nó vào trong đấy thì các bạn sẽ chia sẻ được rất là nhiều nhá, được chưa? Rồi bên cạnh đó thì nó cũng rất là nhiều những cái khác này, thì sau này có cơ hội thì Sơn sẽ review thêm để nói cho các bạn đây. Thì cái này nó quá dễ để chúng ta làm rồi, dường như ai cũng thể làm được, đúng không nào? Thì bạn cứ nhớ cái công thức ở đây. Nếu bây giờ mình có một ứng dụng để mình kiếm được tiền thì mình có 1 triệu một tháng, thì 10 ứng dụng mình có được 10 triệu một tháng. Và sau này thì Sơn sẽ review thêm cho các bạn rất là nhiều những ứng dụng khác nhau để các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn đó. Và bạn cũng có thể tìm kiếm cái từ khóa đó là kiếm tiền online trên điện thoại Sơn PS này, hoặc là tìm từ khóa là kiếm tiền online Sơn PS, là các bạn cũng sẽ ra rất là nhiều những video mà Sơn đã hướng dẫn về cách kiếm tiền, về những bằng chứng kiếm tiền, về những cái cách mà Sơn đã rút tiền được thành công. Và thường là những video của Sơn chia sẻ là đều những cái là mình đã kiểm định rồi, kiểm chứng rồi và ra được kết quả thực sự thì mình mới chia sẻ ở đây, chứ mình không có chia sẻ về những cái rất là tào lao, đúng không nào? Đó, bạn cũng thể là tìm từ khóa là Clickbank Sơn PS. Đó, thì cũng rất là nhiều những video làm sao đó có thể giúp cho bạn kiếm được 10, 20 triệu, 50 triệu một tháng từ Affiliate Marketing nữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ ủng hộ Sơn một like và bấm một nút đăng ký kênh YouTube của Sơn để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và nếu như bạn muốn tuyển được rep, các bạn cũng có tuyển được người nhập vào mã của bạn, cũng có thể là comment cái mã giới thiệu của bạn phía bên dưới video này này. Sau khi mà các bạn đã làm xong cái việc báo hay rồi thì cái mã giới thiệu nó sẽ hiện đây, quên vừa nói các bạn nhé. Thì khi mà các bạn nó mời bạn tải app này thì cái mã giới thiệu của bạn nó sẽ hiện ở phía bên dưới. Mỗi người sẽ có một cái mã giới thiệu khác nhau, thì khi mà cái người họ tải app về và họ nhập cái mã giới thiệu thì họ cũng sẽ nhận được tiền, được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.